quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Nóng Việt của chúng tôi. Chúc quý vị khán giả sẽ có những giây phút trải nghiệm ý nghĩa và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ trong chuyên mục Ý nghĩa cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi đến các bạn một câu chuyện ý nghĩa đang được cộng đồng mạng quan tâm rất nhiều trong suốt thời gian qua. Kính mời quý khán giả cùng đón xem. Thông gia đại chiến, cô dâu chú rể hủy hôn nhưng nhà trai vẫn kéo đến rước dâu, không cưới được người quay sang đòi sính lễ. Tuy nhiên, sự thật về clip đại chiến võ mồm ngày rước dâu lại khiến cư dân mạng té ngửa. Cách đây vài hôm, cộng đồng mạng được fan choáng váng khi được chứng kiến màn đại chiến như phim trường giữa hai bà mẹ thông gia vì mẹ chồng ức hiếp con dâu quá đáng khiến mẹ đẻ nóng máu không chịu được. Sự việc vẫn chưa xuôi thì đến ngày hôm nay, dân tình lại share nhau rầm rộ đoạn clip dài gần nửa tiếng ghi lại cuộc tranh cãi hy hữu giữa hai gia đình thông gia ngay trong ngày rước dâu, nguyên nhân là do cô dâu chú rể hủy hôn nhưng không thông báo rõ ràng cho bố mẹ. Cô dâu IN và chú rể V có hứa hôn, vì lý do gì đó tự làm hợp đồng hôn nhân nhưng nhà gái không biết sự tồn tại của hợp đồng này. Gần đến ngày cưới, hai đứa cãi nhau, cô dâu hỏi có đám cưới nữa không thì chú rể nói hủy, tiệc nhà hàng cũng hủy luôn. Cô này gọi cho dì Chín, mẹ chồng hay dì bên nhà chồng gì đó để hỏi có đám cưới nữa không, thì dì này bảo không biết, tuy nhiên cô bé vẫn báo với cha mẹ và cả nhà gái, đinh ninh là hủy hôn nên tới ngày cưới không chuẩn bị cỗ bàn, cũng không mời ai hết. Đến ngày cưới thì nhà trai vẫn xuống rước dâu, nhà gái bất ngờ và có clip như trên. Bàn luận thêm, nhà trai nói có mời nhà gái xuống nói chuyện, nhưng nhà gái không xuống nên nhà trai rước dâu bình thường. Chú rể nói từng xuống nhà gái đề cập đến việc trả lễ do hủy hôn, tức là nó vốn đã định hủy hôn, chẳng qua nhà gái chưa trả lễ theo thời hạn nó đòi, nên nó vẫn xách đồ, xuống đòi cưới con gái nhà người ta. Nhà gái thấy đằng rể xuống đề cập hủy hôn trả lễ thì có hẹn ngày trả, nhưng không trả đúng hạn, có thể do hoàn cảnh. Tóm lại, hai đứa con sai, tự ý quyết định, nông nổi nhiều thứ làm liên lụy đến gia đình. Nhà trai thì cưng con nên có phần lấn át nhà gái, bất kể con mình cũng sai trong đó. Nhà gái có vẻ nghèo, ít học nên chưa chu toàn trong ứng xử, nhưng họ lại cực kỳ văn minh và thương con khi sẵn sàng trả lễ, xin một tháng để chuẩn bị tiền, khi con rể hụt, oang oang đòi trả lễ liền, để đi cưới vợ khác. Cứ nghĩ rằng trách móc nhà gái vậy thì phần thắng sẽ thuộc về nhà trai, bởi dù sao phía họ cũng chuẩn bị rình rang tới rước dâu đúng hẹn. Tuy nhiên, kiên nhẫn xem tới cuối clip thì hàng nghìn dân mạng đều phẫn nộ, chỉ trích chú rể thâm tệ. Đã báo hủy hôn rồi, còn súng vào chửi mắng gia đình nhà gái. Vô lý vậy, tất cả là do thằng chú rể hụt bày trò làm khó con gái người ta. Phải tôi thì tôi lôi cổ thằng chú rể ra đánh rồi, vừa hèn lại vừa tính toán. Trời ơi, nó đòi lại sính lễ để nó đi cưới vợ khác kìa. Đến để rước dâu đi mà nó trở mặt thấy sợ. Cô dâu có thông báo với bố mẹ là hủy hôn rồi thì có gì mà sai nhỉ, lỗi tại thằng chú rể, quá hãm. Đại diện bên nhà trai có nói không cưới xin gì nữa thì hai bên gia đình, cô dâu chú rể hụt vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Tuy nhiên việc cô dâu IN tự ý hủy hôn, không thông báo rõ ràng dứt khoát là xúc phạm gia đình nhà trai nên mọi thứ phải giải quyết dứt điểm. Luôn trong ngày hôm đó, chú rể V cho đôi bông tai và 20 triệu vào hôm ăn hỏi, nhà gái xin trả lại hết. Chú rể còn đòi tiền nạp tài, sắm lễ ăn hỏi và cả con lợn quay, giá gần 5 triệu. Nhưng mẹ cô dâu không đồng ý vì họ hàng hai bên đã cùng nhau ăn hết. Ngoài ra còn đòi cả dây chuyền, bông tai từng tặng cô dâu trước đó, nhưng cô dâu nói đã làm mất trong trường hồi đi học. Nghe vậy, chú rể V liền dọa sẽ báo công an. Chi tiết vô lý này làm bố mẹ cô dâu IN lẫn mọi người xung quanh đều bức xúc, bởi quà tặng con gái họ thì cô có quyền sử dụng, không phải đồ do IN ăn cắp ăn trộm nên chẳng có quyền kiện cô. Đỉnh điểm gây bức xúc là dân tình đều nghe rõ chú rể nói rằng có tiền thì lấy 10 vợ cũng được, trả tiền cho con còn đi lấy vợ khác, chứ chờ đợi sao được. Chính câu này khiến cho phía nhà trai bị gạch đá khá dữ dội. Sau một hồi bàn luận chia sẻ tranh cãi khắp nơi thì cộng đồng mạng bỗng té ngửa khi chân tướng clip được một ai đó bới lên. Hóa ra clip đã được đăng lên mạng từ 7 tháng trước chứ không phải mới, nhà cô dâu ở Bến Tre. Chẳng rõ vì sao hôm nay mới gây ồn ào, có lẽ ai đó quá bức xúc, muốn đòi lại công bằng cho gia đình cô dâu chăng? Rất nhiều người tò mò không biết kết quả cuối cùng của vụ đại chiến võ mồm ở trên ra sao, nhà IN đã trả lại đủ lễ, may không vớ phải chàng rể tính toán như vậy. Cô dâu lên mạng than lỗ nặng vì đãi tiệc hơn 4 triệu trên một mâm, khách đi 3 người mừng 200 nghìn, dân mạng cãi nhau chí chóe. Quý thính giả thân mến, cô dâu than vãn đã bỏ xấp xỉ hơn 4 triệu đồng để chi cho một mâm cỗ trong đám cưới. Thế nhưng, có khách mời kéo cả gia đình đi nhưng bỏ phong bì chẳng bù nổi tiền cỗ. Mừng cưới như thế nào cho thỏa đáng là chủ đề khá nhạy cảm và không có một công thức chung. Lâu nay, tiền mừng đám cưới vốn dĩ như một món quà thay cho lời chúc, lời gửi gắm cũng như thể hiện tình cảm của người đi đối với người nhận.
Dù không ai nói ra, thế nhưng việc tiền mừng cưới bao nhiêu, gửi tặng như thế nào luôn được cân nhắc sao cho thỏa đáng, để đẹp ý đôi bên. Chính vì thế từ xưa đến nay, ai cũng nghĩ việc mừng cưới xuất phát từ cái tâm mỗi người. Có bao nhiêu, đi bấy nhiêu, chúng ta mừng đám cưới trên tinh thần tự nguyện và chẳng cầu được hoàn trả. Thế nhưng suy nghĩ tốt đẹp ấy với nhiều người có vẻ không còn đúng với thực tế cho lắm. Đám cưới giờ đây là nơi người ta thể hiện và đánh giá lại các mối quan hệ. Tiền mừng cưới trở thành vấn đề vô cùng quan trọng. Ai đi hay không đi, nếu đi thì mừng bao nhiêu tiền đều rất được gia chủ quan tâm. Chính vì thế đã có không ít những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra trong ngày cưới mà nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tiền mừng. Trong đó, nhiều cô dâu chú rể không ngần ngại tâm sự tiền mừng cưới của mình ít quá. Trước đây mừng cưới rõ nhiều nhưng nay chỉ được trả nợ không đáng là bao, hay tiền mừng lại quá ít, chẳng bỏ tiền cỗ bàn. Mới đây, tâm sự của một cô dâu được chia sẻ trên Facebook khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Cô viết, chuyện là đợt tháng 2 vừa rồi, mình có làm đám cưới. Đến lúc kiểm tra phong bì, mình thấy có vài cái rất chi là ngộ. Bình thường đi đám cưới mà ăn ở nhà hàng, khách sạn, các bạn thường mừng bao nhiêu? Đám cưới mình có làm ở nhà hàng, với cỗ đặt cũng ngót nghét 4,3 triệu trên một mâm, 10 người. Ấy vậy mà có vài người không hiểu nghĩ gì, đi ăn đám cưới nhà hàng khách sạn, đi tận 3 người, 2 người lớn, 1 trẻ em mà mừng tận 200 nghìn. Đợt đám cưới nó thì nó làm ở quê, chỉ có bố mẹ mình vào và mừng 1 triệu, lại thêm có một gia đình họ hàng nhà mình đi ăn cưới mà cả nhà 3 người cũng mừng 500 nghìn. Mình thì xác định làm đám cưới là sẽ lỗ, nhưng không biết người ta đi ăn như vậy, người ta có thấy ngại với gia đình mình không nhỉ? Bố mẹ mình thì cũng không nói, nhưng mình thấy buồn cười quá. Cần lắm một lời giải thích, mà may cũng là người nọ bù người kia, chứ ai mà cũng như hai ví dụ trên đây, chắc sạt nghiệp. Mà nói thêm là hai ví dụ tiền mừng trên đây không phải nghèo khó gì đâu các bạn. Nếu mà người ta nghèo khổ thì mình sẽ rất thông cảm, đằng này cũng gọi là có. Câu chuyện của cô dâu trên chia sẻ khiến hội chị em xôn xao, chính người mời ý. Nhiều người cho rằng suy nghĩ của cô chẳng sai, bởi suy cho cùng, đám cưới vốn là cái nợ đồng nần. Việc người ta mừng cưới cho nhà mình bao nhiêu cũng là để sau đó mình trả lại. Hơn nữa, tiền mừng cưới ít nhất phải bù đủ tiền cỗ, nếu không đủ thì quả là mất mặt. Mình thấy chuẩn luôn, nhà mình trước tổ chức ở nhà hàng cũng lỗ sấp mặt, vì một số người đi thì nhiều mà mừng thì hạn chế. Nói thật chứ, đám cưới cũng là cái nợ đồng nần thôi, có qua có lại cả. Chẳng ai muốn bỏ nhiều tiền ra mừng cưới, rồi khi cưới mình lại nhận được chẳng đủ tiền cỗ cả. Chưa kể, nhà có đám cưới xong tiền mừng như thế nào cũng được ghi sổ chứ có mất đi đâu đâu, rồi mình lại đi lại người ta mà. Mình cũng cạn lời với khách mời nhà bạn, không có nhiều nhưng chỉ ít cũng phải lựa xem cỗ bàn nhà người ta thế nào để mừng tiền cho vừa tiền cỗ chứ. Đó là quy luật bất thành văn, ai cũng hiểu, chẳng hiểu sao dơ thế nhỉ. Mình thấy cô dâu thực tế chứ chẳng thực dụng, vì tiền mừng cưới xét ra là để thể hiện thái độ của người ta đối với mình. Nếu xem trọng mối quan hệ thì không bao giờ họ đi ít như thế, nhất là trường hợp gia đình mình còn mừng tận 1 triệu, giờ tổ chức ở nhà hàng nữa, mà người ta đáp lễ có 200 nghìn, trong khi kéo đi 3 người thì cũng khó chấp nhận thật. Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ, không ít chị em cũng ném đá cô dâu vì cho rằng cô là người sống quá thực dụng và tiểu tiết. Họ cho rằng, ngày cưới mời người thân, bạn bè đến là để chung vui, chứ đâu phải để kinh doanh. Hơn nữa, tiền mừng cưới là tùy vào điều kiện kinh tế mỗi người, không nên áp đặt suy nghĩ trả nợ, như vậy sẽ làm mất đi giá trị tinh thần của ngày vui trọng đại. Mình thấy bạn thực dụng và buồn cười quá rồi, bạn tổ chức đám cưới sang chảnh là việc của bạn, chứ quan khách cũng chẳng bắt gia chủ phải làm mâm cơm hơn 4 triệu để thiết đãi, họ chỉ đi mừng theo đúng khả năng tài chính của mình mà thôi. Có trách thì phải trách bạn vung tiền, chứ đừng trách người khác không biết cách đáp lễ. Còn mừng cưới là tùy tâm, không ai ép ai, và cũng chẳng có luật lệ nào bắt người mừng sau phải trả đủ số tiền đã nhận. Mình thấy bạn thực dụng thật đấy, kinh tế thì quan trọng thật, nhưng nếu nói như bạn, chẳng khác nào kinh doanh yến tiệc. Đám cưới là ngày vui, bạn nên vui vì người ta kéo đến chúc mừng chúc phúc cho mình chứ. Còn nếu bạn coi trọng tiền bạc như thế, thì cứ xem như đây là cách đánh giá mối quan hệ của bạn. Mình không đồng tình với cách bạn mang lên mạng, dè biểu người ta, buồn cười hay không biết cách cư xử. Theo mình là tiền trách kỷ hậu trách nhân, đám nào bạn cũng đi hậu hĩnh mà người ta đáp lễ vậy thì hãy tự xem lại mình đi nhé. Cưới xin cả đời có một lần nên đừng quá đặt nặng vấn đề tiền mừng, mọi người đến chung vui với mình đã là mừng lắm rồi. Hiện tại, câu chuyện của cô dâu trẻ vẫn đang thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã đón xem video. Nếu cảm thấy hay thì hãy like, share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin lần sau.